Ngọc Huyền là một trong nghệ sĩ cải lương khét tiếng ở Việt Nam. Sau lâu năm hoạt động thẩm mỹ, anh đạt nhiều giải thưởng lớn, cô phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú An Bình chọn là kẻ đưa cải lương cải tiến vượt bậc khỏi khuôn mẫu cũ để tiếp cận nhịp sống thời đại. Từng có thời gian sinh sống ăn thao tác tại hải ngoại, anh đưa năm quay về đây, Ngọc Huyền về nước biểu diễn anh làm giám khảo trong một số trong những chương trình phù hợp. Ngay từ nhỏ, Hà Tiên đã mẹ đẩy lên sân khấu để biểu diễn chung. Cuối năm 2018, khi ruột rịch chuẩn bị tổ chức Lee Jae Soo tại Việt Nam, Ngọc Huyền bất ngờ công bố sẽ đưa đàn bà tên Hà Tiên lên sân khấu biểu diễn chung. Thực tế, Hà Tiên đã có lần có mặt trong tương đối nhiều dòng sản phẩm âm nhạc của mẹ anh, bà nội là danh ca Thanh Truyền. Hà Tiên năm nay vừa tròn 15 tuổi, anh là đàn bà đầu lòng của Ngọc Huyền. Giống như bao nhiêu bạn bè cùng lứa tuổi, Hà Tiên có đam mê về phim ảnh, nhạc Hàn Quốc nhưng cũng quan trọng chăm lo đến hoạt động, dòng nhạc truyền thông mà Ngọc Huyền theo đuổi. Do con còn nhỏ, nên Ngọc Huyền tôn trọng sở thích của con, anh không bắt ép Hà Tiên phải học võ, theo con đường giống bà, mẹ. Tuy nhiên nhận ra con có máu thẩm mỹ, có sự thỏa sức tự tin, anh dám biểu thị mình, nên các chương trình phù hợp, Ngọc Huyền tạo điều kiện để Hà Tiên tham gia. Mỗi lần đi diễn chung hay chụp ảnh kỷ niệm cùng con anh chia sẻ lên mạng xã hội, đàn bà đầu lòng của Ngọc Huyền luôn khen ngợi bởi chiếm hữu hình ảnh bên ngoài xinh xắn, đặc biệt là nụ cười duyên. Hà Tiên đàn bà Ngọc Huyền đam mê thẩm mỹ từ nhỏ. Sau này, cô liên tục theo mẹ đi diễn trong số chương trình phù hợp. Ngoài thừa hưởng năng khiếu từ người thân, Hà Tiên còn khen ngợi bởi chiếm hữu hình ảnh bên ngoài xinh xắn. Cô luôn mẹ tạo điều kiện rất tốt để cải cách và phát triển đam mê.